vẫn âm thầm miệt mài như con sóng ngoài khơi phía chân trời, những ánh mắt vẫn dõi theo như ngàn vì sao trường xa, trái tim hồng nồng nàn giữ hơi em ngày đêm giữa xa vời, dẫu sóng gió vẫn cuồn cuộn sông bao hào hùng tiếng vọng ngạn sướt trong tim ta, lời thề một lòng vượt qua muôn phong ba ra biển lớn. Bài thơ Tổ quốc nơi đầu sóng được tôi viết vào dịp tháng 5 năm 2014, khi mà cái tình cảm của tôi dành cho biển đảo của quê hương nó cuồn cuộn trong lòng. Khi đó là đang chương trình thời sự, tôi nghe một cái tin liên quan đến tình hình về biển đảo của quê hương, thì tôi viết liền thủ tỉ trong 30 phút và tôi đăng lên Facebook cá nhân của tôi, và ngay lập tức từ lúc 7:30 đến 9:30, tức là 2 tiếng, thì cái bài thơ đó được hơn 100 chia sẻ. Tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam thì biển đảo, quê hương Tổ quốc là một cái gì đó rất thiêng liêng. Và qua bài Tổ quốc nơi đầu sóng, tôi muốn gửi gắm khát vọng hòa bình, khẳng định một cái chân lý chủ quyền bền vững về biển đảo của dân tộc ta. Tôi cũng muốn gửi gắm đến các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển trời rằng các anh hãy vững tin vì toàn thể nhân dân Việt Nam luôn ở bên các anh. Trường xa, trái tim hồng nồng nàn giữ hơi em ngày đêm giữa xa vời, dẫu sóng gió vẫn cuồn cuộn sông bao hào hùng tiếng vọng ngạn sướt trong tim ta, lời thề một lòng vượt qua muôn phong ba ra biển lớn. Xin trân trọng kính chào quý vị. Thưa quý vị, Việt Nam đất nước bên bờ sóng, đất nước mà mỗi một tấc đất, mỗi km bờ biển đều đã thấm đẫm mồ hôi, xương máu và nước mắt của bao thế hệ những người con đất Việt. Và ngày hôm nay, những câu hát mở đầu chương trình chắc chắn đã mang tới cho chúng ta thật nhiều cảm xúc. Đó là những lời ca trong bài hát Bão, âm nhạc của nhạc sĩ Anh Thủy, ý thơ Hoàng Cường. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Anh Thủy để cùng tìm hiểu rõ hơn về ca khúc này. Xin chào nhạc sĩ Anh Thủy, có thể thấy anh gửi gắm rất nhiều những cảm xúc của mình trong bài hát Bão. Vậy thì bản thân anh đã bao giờ đến thăm Trường Sa hay các vùng biển đảo của Tổ quốc chưa ạ? Xin chào Mỹ Lan. Từ trước tới nay thì mình chưa có cơ hội được tới Trường Sa. Nhưng mà với mình, hay mình nghĩ là với tất cả mọi người, thì Trường Sa là một địa danh vô cùng thiêng liêng và tất cả mọi người đều yêu mến cái địa danh đấy. Qua những câu chuyện của bạn bè và đồng nghiệp đi về và kể lại cho mình, thì mình cảm thấy cái tình yêu đấy nó to lớn hơn nhiều. Trước đây thì mình có viết một số các khúc, nhưng mà phải đến bài hát Bão thì mình mới cảm thấy được rằng các khúc đấy chuyển tải tất cả những nỗi lòng, những khát khao của mình gửi đến Trường Sa. Vậy thì ý tưởng để anh sáng tác nên ca khúc này đã bắt nguồn từ đâu ạ? Năm 2014, trong cuộc thi ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quân tại thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi được giao nhiệm vụ viết một bài hát Top Nam với chủ đề biển đảo người lính. Tôi nhận nhiệm vụ đấy. Nhưng mà sau đấy một tuần tôi vẫn chưa nghĩ ra. Vô tình một lần tôi đọc được một bài thơ của anh Hoàng Cường là Tổ quốc nơi đầu sóng. Trong đấy nó có một câu thơ lột tả được tất cả những cảm xúc của mình. Đó là câu thơ dội đất liền, cơn bão lòng cuộn cuộn phía Hoàng Sa. Thì tôi lập tức tôi phát hiện đây là những cái gì tôi cần. Ngay trong đêm đấy tôi hoàn thành các khúc Bão. Và trong cuộc thi đấy thì các khúc tôi đã được giải bạc. Đây là giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp viết của tôi. Và nó là nguồn động lực rất lớn cho tôi sau này và cũng như là những dự án tiếp theo của tôi. Rồi đất liền, cơn bão lòng, cuồn cuộn sóng ngoài xa, biển thét gào, sóng dâng trào, những anh chớp mang hình đất nước, gọi gió về sóng căng tràn, đoàn thuyền hướng biển đông. Vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa bình. Bản thân anh chỉ sử dụng một ý thơ trong bài thơ nguyên gốc của tác giả Hoàng Cường. Anh đã chắt lọc những câu từ của mình như thế nào để gửi gắm được hết những cảm xúc? Bản thân mình là một người trong quân đội.
Và qua những câu chuyện kể của đồng đội hay là bạn bè, đồng nghiệp trường xa về, nó thấm đẫm cho mình, nó ngấm vào mình từ lúc nào mình không biết. Và khi mà bắt gặp được một câu thơ của anh Hoàng Cường, thì từ câu thơ đấy thì mình viết tất cả những cái nỗi lòng của mình ra dành cho những cái chiến sĩ đang ở ngoài trường xa về nắng, gió, bão táp và những cái mất mát mà từ ngày xưa nó để lại. Và bằng cái tấm lòng của mình trân trọng, mình viết đến cái khúc đấy. Sáng tác một bài hát về trường xa, về chủ đề biển đảo, Mỹ Lan nghĩ rằng là một thử thách đối với một nhạc sĩ trẻ giống như anh, nhất là khi anh chưa từng đến đó. Vậy thì anh đã sử dụng giai điệu âm nhạc rồi là thủ pháp nghệ thuật như thế nào? Khi mình viết đến cái khúc này, mình muốn bài hát của mình nó phải được gần gũi. Mình đã sử dụng những các tiết tấu của blue mới và nó tạo nên cái sự giằng xé trong cuộc tình cảm. Cái thủ pháp chính của mình là nhắc lại có thay đổi, nó nhấn mạnh cái câu chủ đề mình cần đưa ra. Và sau đấy thì mình có dồn dập cả tiết tấu hơn để tạo cái sự kịch tính, nhấn mạnh lên cao trào. Và khi mình đẩy lên cao trào của mình thì mình có giãn nhịp ra để tạo lên cái điểm nhấn. Mình đưa vào bài này cho nhạc sĩ trẻ Nguyên Huân phối khí. Và khi nhận bản phối này, tôi cảm nhận nó đưa cái bài hát của tôi vào cảm xúc hơn rất nhiều. Xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Anh Thủy. Bản thân Mỹ Lan khi lắng nghe ca khúc này thực sự là viết về một chủ đề đã rất là quen thuộc, nhưng cái giai điệu âm nhạc lại mang tới cho khán giả một cảm xúc rất mới lạ. Trên hết, đó là một tình yêu lớn lao với quê hương đất nước, với biển đảo, và cả một niềm tự hào về những gì mà chúng ta đã trải qua, đã chiến thắng để có được cuộc sống hòa bình độc lập ngày hôm nay. Và chúc anh có thêm nhiều nữa những ca khúc hay như vậy. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị một lần nữa sẽ cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Bão, âm nhạc của nhạc sĩ Anh Thủy, ý thơ Hoàng Cường qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Anh. Vẫn âm thầm miệt mài như con sóng ngoài khơi, phía chân trời những ánh mắt vẫn dõi theo như ngàn vì sao. Trường xa trái tim hồng nồng nàn giữ hơi ấm ngày đêm giữa xa vời, dẫu sóng gió vẫn cuồn cuộn sóng bao hào hùng tiếng vọng ngạn sứt trong tim ta, lời thề một lòng vượt qua muôn phong ba ra biển lớn. Rồi đất liền cơn bão lòng cuồn cuộn sóng ngoài xa, biển thét gào sóng dâng trào những anh chớp mang hình đất nước, gọi gió về sóng tràn đoàn thuyền hướng biển đông, vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa biển. Chân trời những ánh mắt vẫn dõi theo như ngàn vì sao. Trường xa trái tim hồng nồng nàn giữ hơi ấm ngày đêm
giữa xa vời, sâu sóng gió vẫn quần quần sông bao, hào hùng tiếng vọng ngàn xưa trong tim ta, lời thề một lòng vượt qua muôn phong ba ra biển lớn. Rồi đất liền cơn bão lòng cuồn cuộn sóng ngoài xa, biển thét gào sóng dâng trào như anh chấp mang hình đất nước, gọi gió về sóng căng tràn đoạn thuyền hướng biển đông, vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa bình. Rồi đất liền cơn bão lòng cuồn cuộn sóng ngoài xa, biển thét gào sóng dâng trào nhưng anh chấp mang hình đất nước, gọi gió về sóng căng tràn đoàn thuyền hướng biển đông, vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa bình, vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa bình. Rồi đất liền cơn bão lòng cuồn cuộn sóng ngoài xa, biển thét gào sóng dâng trào nhưng anh chấp mang hình đất nước, gọi gió về sóng căng tràn đoàn thuyền hướng biển đông, vượt muôn trùng trái tim này nguyện dâng hiến cho hòa bình.